sáng ngày 19 tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội, Vietinbank đã phối hợp với Swift tổ chức lễ công bố Vietinbank chính thức triển khai sáng kiến đổi mới thanh toán toàn cầu Swift GPI. Dự buổi lễ, về phía Swift có ông Ngukande Carlos, giám đốc cao cấp dự án GPI khu vực châu Á, bà Lê Thị Hồng, trưởng đại diện tại Việt Nam. Về phía Vietinbank có bà Nguyễn Hồng Vân, thành viên hội đồng quản trị, ông Trần Công Quỳnh Lân, phó tổng giám đốc trung tâm công nghệ thông tin, bà Trần Thị Minh Đức, giám đốc khối vận hành, hàm phó tổng giám đốc, cùng lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm trụ sở chính, thành viên các ban dự án. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Minh Đức cho biết, trong những năm qua, hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại luôn được Vietinbank chú trọng, phát triển. Nhằm không ngừng đổi mới công nghệ và dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, Vietinbank đã quyết định tham gia sáng kiến đổi mới thanh toán toàn cầu của Swift. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Vietinbank trong năm 2018, thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Vietinbank trong hoạt động thanh toán chuyển tiền quốc tế tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Việc triển khai Swift GPI tại Vietinbank sẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng về đẩy nhanh tốc độ giao dịch, tăng tính minh bạch, khả năng cập nhật tiến độ xử lý từ đầu đến cuối giao dịch thanh toán quốc tế và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong thanh toán. Đại diện cho Swift, ông Ugande Carlos đã chúc mừng Vietinbank chính thức trở thành thành viên trong hệ thống GPI toàn cầu. Ông cũng bày tỏ sự ấn tượng trước phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết liệt của các thành viên ban dự án trong việc triển khai nhanh chóng chương trình. Swift cũng mong muốn tiếp tục thắt chặt mối quan hệ với Vietinbank trong thời gian tới để tiếp tục mở rộng và phát triển các dịch vụ GPI. Tiếp đó, đại diện Vietinbank và Swift đã tiến hành lễ cắt băng chính thức triển khai sáng kiến đổi mới thanh toán toàn cầu Swift GPI dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự buổi lễ. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.